Bài giảng qua video bắt đầu. Tuần 22 tiết 24 bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935. Trên đây là ảnh phù điêu. Các bạn quan sát. Trong bài này chúng ta nghiên cứu qua hai phần. Thứ nhất là Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933. Phần này thuộc giảm tải. Phần 2, phong trào cách mạng trong 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Phần này chúng ta chỉ cần biết về thời điểm bùng nổ, địa phương nơi phong trào diễn ra mạnh mẽ và ý nghĩa của phong trào. Mời các bạn quan sát lược đồ về phong trào cách mạng 1930-1931. Đất nước Việt Nam của chúng ta với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Màu hồng là những nơi phong trào cách mạng hừng hực trong cả nước. Phần nâu này là nơi diễn ra đỉnh cao nhất của phong trào cách mạng 1930-1931. Ở đây là phần chú giải nơi bùng nổ của cách mạng, nơi diễn ra công nông đấu tranh. Đây là chúng ta quan sát về lược đồ phong trào cách mạng 1930-31. Do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ, tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế, sự đàn áp của thực dân Pháp, cho nên nhân dân ta đã làm nên cuộc cách mạng vào giai đoạn 1930-1931. Lúc bấy giờ, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ở tại Hương Cảng, Trung Quốc. Nhân dân ta đứng lên hưởng ứng sự thành lập đảng đó. Đây là lược đồ về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi là đỉnh cao nhất của phong trào. Đó là Nghệ An, Hà Tĩnh. Nhân dân tham gia vào cuộc biểu tình để kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Các bạn quan sát. Ngày 1 tháng 5, quần chúng nhân dân biểu tình, sau đó kéo về Vinh, Hưng Nguyên. Ngọn lửa cách mạng bùng lên ở khắp nơi. Thực dân Pháp cho máy bay đàn áp. Ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã thành lập được chính quyền cách mạng. Liên minh công nông đã thành lập các Xô Viết đại biểu của công nhân nông dân, thực hiện các biện pháp chính sách về dân chủ, chia ruộng đất. Sau đó thực dân Pháp đã dùng máy bay để đàn áp dã man. Các bạn đọc thêm trong sách giáo khoa. Đây là hình ảnh của đội tự vệ đỏ ở Nghệ An trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Trong lần họp mặt lần thứ hai, Bác Hồ chụp ảnh với các chiến sĩ ở phong trào 1930-1931. Đây là cái hình Bác ở giữa rất là nhiều người trong cái lực lượng tham gia phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ở đây chúng ta có một câu hỏi nâng cao cho bài này để chúng ta trả lời tự luận, đó là căn cứ vào đâu để cho rằng Xô Viết Nghệ Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của đảng. Như vậy thì chúng ta phải trả lời về hoàn cảnh thành lập. Thì các bạn đọc trên đây. Và hình thức cao nhất
của phong trào đó là thành lập Xô Viết. Thì từ Xô Viết là giống như trong cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 vang dội thế giới, thì Xô Viết là một cái hội đồng, một cái ủy ban trong đó có nhiều thành phần tham gia. Ở đây chúng ta nói đến đó là công nhân và nông dân. Như vậy thì đây là hình thức lãnh đạo dân chủ cao nhất của nhân dân ta lúc bấy giờ. Những chính sách của chính quyền Xô Viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh đó là đưa ra nhiều cái chính sách thể hiện tính dân chủ cao. Như vậy thì chúng ta sau khi chúng ta quan sát trong sách giáo khoa, chúng ta sẽ thấy là Xô Viết Nghệ Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Như vậy thì khi Xô Viết Nghệ Tĩnh nổ ra thì Đảng ta đã thấy đây là một cái phong trào của quần chúng nhân dân mà lực lượng tiên phong là công nhân và nông dân, và Đảng ta mới thành lập đã nhanh chóng lãnh đạo nhân dân và đi đến thành lập một chính quyền cao nhất lúc bấy giờ. Đó là Xô Viết. Ở đây tóm tắt bài học các em cần đạt đối với phong trào thì chúng ta đối với phần 1 thì chúng ta giảm tải, phần 2 thì có vài ý để chúng ta nắm được thôi. Thứ nhất là phong trào nổ ra mạnh mẽ ngày 1 tháng 5 1930, lần đầu tiên công nhân nông dân Đông Dương tỏ rõ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới. Thứ hai là Nghệ An và Hà Tĩnh là nơi phong trào phát triển cao nhất. Chính quyền cách mạng lúc bấy giờ đó là chính quyền Xô Viết ra đời, lãnh đạo mọi mặt trong đời sống chính trị xã hội. Việc làm của chính quyền cách mạng đó là kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, thực hiện quyền tự do dân chủ, chia lại ruộng đất. Tuy là thất bại nhưng nó có một ý nghĩa rất quan trọng, đó là chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động. Đây là một cái vấn đề quan trọng được Đảng ta đánh giá. Ngày nay ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có rất là nhiều công trình kỷ niệm, trong đây là khu di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Hưng Nguyên, Nghệ An. Đây là tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bến Thủy, rất là uy nghi, ở thành phố Vinh, Nghệ An. Kết thúc bài này, các em cần trả lời những câu hỏi. Thứ nhất là phong trào Xô Viết có ý nghĩa như thế nào, chúng ta nắm gọn. Thứ hai là căn cứ vào đó để nói là chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Do học online cho nên các em tự học ở nhà. Thứ nhất, chúng ta xem lại bài này, nghiên cứu thêm trong sách giáo khoa và tài liệu thầy đã phát. Đối với bài 20 và 21 là hai bài được giảm tải trong thời kỳ này. Chúng ta chuẩn bị bài 22. Trong bài 22 thì nói về mặt trận Việt Minh. Đối với mặt trận Việt Minh bài phần 1 thì chúng ta hoàn cảnh Bác Hồ về nước ở tại cột mốc sau 30 năm Bác đi tìm đường cứu nước. Sau khi về nước thì Bác đã triệu tập cái hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Như vậy thì trong cái hội nghị Trung ương Đảng có những chủ trương quan trọng, trong đó nhấn mạnh là cái lực lượng để chuẩn bị cho cuộc cách mạng sắp tới là gì. Như vậy thì cái công tác xây dựng lực lượng rất là quan trọng. Sau khi có chủ trương như thế thì thành lập mặt trận Việt Minh và phát triển lực lượng cách mạng. Nào là lực lượng vũ trang, lực lượng tuyên truyền để giải phóng đất nước ta.
rồi thành lập cái tổ chức để phù hợp với xu thế quốc tế. Đó chính là cái sự sáng suốt thành công cho cuộc cách mạng tháng 8 để thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau này. Tiết học của chúng ta đến đây kết thúc. Chào các em.